界有太多背面，暗里有太多好处，懂得挑选方会一侧万全。那个正住又扬尊，那个要看高一线，谁赢最势力，谁落后全部看穿，谁又会知随时舆论流转，好戏即将上演，那捏计算，只要幸运站在这边，慢慢地忘掉名字，慢慢上考验，慢慢地名利迷住，谁人能发现，慢慢地忘掉生命许多意义，当世俗已经沉沦如此，埋没了良知，能迎来永远，取舍太易，多费事。Tôi nói cậu đừng có quay lại cổ nữa mà. Cậu đi đi. Cậu sao rồi? Cậu sao rồi? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Bệnh nhân Tư Nhã bị chấn thương sọ não. Thùy não đã bị chấn động, có xuất huyết nội, cho nên mới có hiện tượng mất trí nhớ. Nhưng mà cổ vừa mới làm phẫu thuật xong. Mỗi lần làm phẫu thuật não đều có rất nhiều nguy hiểm, lần sau cao hơn lần trước. Nếu như tình trạng không có nguy hiểm đến tính mạng, trong thời gian ngắn thì chúng tôi cũng không khuyên bệnh nhân tiếp tục phẫu thuật. Lúc trước tôi có bàn với bác sĩ, bây giờ chỉ có thể tập vật lý trị liệu mới có thể giúp được Tư Nhã thôi. Anh Trác rất có lòng, đã mời bác sĩ đầu ngành chữa trị cho Tư Nhã. Bác sĩ đây là chuyên gia trị liệu về bệnh mất trí nhớ. Bệnh nhân mà được bác sĩ trị liệu thì đến 80% đều có thể hồi phục. Bác sĩ cũng đã đồng ý đích thân lên phác đồ điều trị cho cổ rồi. Bác sĩ, ông có thể cho anh biết khả năng thành công bao nhiêu không? Anh Trác đã nói cho tôi biết về tình trạng của cô Tư Nhã và phân tích sự tổn thương và tính cách của cổ. Có thể khẳng định làm theo liệu trình của tôi thì trong vòng 6 tháng cổ có thể bình phục được. Tôi cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Cảm ơn. Bác sĩ, đó là hy vọng duy nhất của Tư Nhã. Tôi không hiểu tại sao anh lại phải suy nghĩ cái gì nữa. Tôi biết cậu tốn rất nhiều tiền để mời người này tới đây, nhưng tiền không phải là tất cả. Vì Tư Nhã, tôi với anh nên để ân oán qua một bên đi. Cổ không truy cứu không thể cho là cổ chấp nhận sự giúp đỡ của cậu. Anh có cách nào tốt hơn sao? Mỗi lần Tư Nhã gặp cậu tâm trạng rất kích động, cổ hoàn toàn không muốn gặp cậu. Cổ sẽ không tán thành cách làm này. Vậy thì anh đừng để cho cổ biết là tôi đang giúp cổ. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cổ. Tôi hứa với anh, tôi không tới bệnh viện tìm cổ. Coi như tôi cầu xin anh. Nói được thì làm được đó. Không được quấy nhiễu Tư Nhã nữa. Vấn đề sau cùng là xem xét việc doanh nghiệp Vạn Cốc của Đài Loan muốn bước vào thị trường chứng khoán Hồng Kông. Vạn Cốc niêm yết đưa vào thị trường 100 tỷ, nếu như giấy phép lần này được thông qua, sẽ trở thành công ty lớn nhất góp vốn vào thị trường Hồng Kông, chắc chắn có thể làm cho thị trường ngày càng hấp dẫn hơn. Nhưng mà công ty Vạn Cốc đưa vào thị trường với tư cách góp vốn, tức là nói 28 người góp vốn này nắm hoàn toàn vận mệnh của công ty, thao túng như cổ đông nhỏ khác. Người đứng đầu Vạn Cốc là Cao Nhân đã giải thích, áp dụng hình thức góp vốn không phải là để khống chế công ty, mà là muốn người lèo lái công ty này có thể kiên định và kế thừa đường hướng của Vạn Cốc. Chúng ta nên suy nghĩ thoáng một chút, dung nạp tất cả cách làm ăn hợp pháp của các doanh nghiệp. Xưa nay tôi đều hoan nghênh những doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau đến đầu tư vào thị trường chứng khoán của Hồng Kông chúng ta. Làm đa dạng hóa thị trường nhưng duy trì sự minh bạch của thị trường chứng khoán Hồng Kông và giá trị cốt lõi mới là tôn chỉ cao nhất của chúng ta. Đưa vào thị trường bất cứ hình thức nào cũng phải công bằng đối với tất cả cổ đông.
bất cứ sự vi phạm chính sách hoặc là nguyên tắc nào đều không thể chấp nhận được. Đúng rồi, căn cứ theo chính sách góp vốn của Vạn Cúc, người hợp tác có thể đề cử trên 50% người cho hội đồng quản trị. Những cổ đông khác có quyền phản đối giám đốc nhận nhiệm vụ, nhưng mà lại không có quyền đề cử giám đốc. Người góp vốn còn có thể đề cử lại người bị phủ quyết cho tới khi được cổ đông thông qua. Nếu người góp vốn quản lý không tốt, cổ đông lại không có quyền đề cử hoặc bãi miễn người góp vốn. Vậy thì những bất chắc trong quyết sách người góp vốn sẽ làm cho cổ đông không được quyền quyết định hoàn toàn gánh chịu. Nếu như cổ đông không có được quyền hành vốn có, vậy hình thức góp vốn chẳng lẽ còn tệ hơn hình thức của chứng khoán AB hay những công ty gia đình nữa? Tôi đã có nghiên cứu thành công của những thị trường chứng khoán phát triển, những nguồn vốn lớn hay những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mức độ công bằng với nhiều góc độ khác nhau thì cho dù Vạn Cúc đưa vào thị trường có rất nhiều lợi ích, nhưng nếu đi ngược lại với lợi ích công chúng thì không cần nói. Hồng Kông, New York, London là ba trung tâm tài chính lớn nhất toàn cầu. Chúng ta không cho Vạn Cúc niêm yết thị trường Hồng Kông. Tôi có tin là New York sẽ chấp thuận cho Vạn Cúc với hình thức góp vốn gia nhập vào thị trường Mỹ. Phố Wall đã đi trước, ở đây mình phản đối. Vậy có phải là chúng ta không thức thời không? Quy mô thị trường của London và New York lớn hơn Hồng Kông đến 5 lần. Họ có văn hóa tố tụng tập thể, phát huy được tác dụng trong giới hạn luật pháp, có thể chế ngự rủi ro của hình thức góp vốn mang lại cho thị trường chúng ta. Nhưng mà Hồng Kông không có luật tố tụng bảo vệ người cổ đông nhỏ, cho nên thị trường của Mỹ có điều kiện dung nạp những công ty có những chính sách quy đồng khác nhau để niêm yết. Xin lỗi, Hồng Kông vẫn chưa được. Đơn giản mà nói, nếu như chúng ta phê chuẩn cho Vạn Cúc niêm yết, không những là tạo ra một tiền lệ xấu, mà còn làm cho những công ty khác cũng phải muốn thử theo hình thức góp vốn xin niêm yết. Họ mặc định thị trường chúng ta chấp nhận hình thức này, và khi đến Hồng Kông niêm yết, họ thích đưa ra quy tắc thế nào cũng được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ khó lường đó. Chủ tịch nói như vậy, mọi người không phải gật gù thì cũng tán đồng. Đã có quyết định rồi, sao còn mặn bạc làm gì nữa? Mọi quyết định đều được bỏ phiếu để mà thông qua, công bằng, công khai, công chính, không phải do một mình tôi quyết định. Cũng đúng, nhưng mà còn một vấn đề để suy nghĩ, để vào buổi họp lần sau mới quyết định có phê chuẩn vào Vạn Cúc niêm yết hay không đi. Một tuần lễ có thể xảy ra rất nhiều chuyện đó. Chỉ cần kiên trì nguyên tắc công bằng, cho dù thời gian bao lâu, dù có xảy ra chuyện gì, tôi tin là sự lựa chọn của mọi người đều giống nhau. Nếu như không có vấn đề gì nữa, cuộc họp kết thúc tại đây. Sài Bái Quân rõ ràng là biết được Vạn Cúc và Lan Duệ giúp niêm yết, nên không chịu nhường. Nếu bên ủy ban phủ quyết hình thức góp vốn này thì rắc rối to đó. Vậy không lẽ Lan Duệ bị mất 2 triệu quê hồng lãng xẹt vậy sao? Không chỉ vậy, có mấy doanh nghiệp muốn theo hình thức này tới niêm yết tại Hồng Kông cũng không được. Sao vậy? Tôi đã nghe đây mà. Tiếp tục đi. Tiger, lần trước cậu gửi trang web về mình mất nhận thức, sao tôi mở hoài không được vậy? Sao vậy? À, để chút cũng được. Nè, tiếp tục đi. Ừ. Là vì lúc trước có mấy ủy viên xin rút lui, Sài Bái Quân mới để người của mình bổ sung vô. Cho nên tôi nghĩ trong một tuần rất khó thay đổi tư tưởng bỏ phiếu của các ủy viên. Chỉ tiếc là mình không nắm được điểm yếu nào của Sài Bái Quân. Lúc trước tôi có kiểm tra, Sài Bái Quân ngoài công việc là công việc, không có cuộc sống tình cảm, rất là khô khan. Người thân duy nhất của cổ là anh trai, nhưng cũng không thuận nhau. Người anh chỉ biết ăn chơi, cho nên người thân duy nhất có cũng như không. Ừ, hèn chi mà cổ chỉ có con chó làm bạn thôi. Thì phải rồi, muốn đánh người thì phải đánh chó trước. Đúng đó, bắt cóc con chó của cổ làm cho cổ không có thời gian lo chuyện niêm yết. Đúng nữa. Đúng đó, bắt cóc chó của cổ, sau đó uy hiếp cổ. Mắc cười lắm sao? Hai người trở nên điên khùng từ khi nào vậy? Lúc họp thì phải tập trung chứ. Lòng dạ không biết để đâu, dịch nói gà nghe. Sao vậy? Nói chơi chúng tôi có gì lớn lao đâu. Phải rồi, bây giờ đối với anh mà nói quan trọng nhất không phải là công ty, mà là một người nào đó. Cứ tiếp tục với cái iPad của anh đi. Nè, cách hồi nãy cũng tốt mà. Nghĩ coi làm sao để bắt cóc con chó của cổ đi. Cũng tại anh chưa thấy hết đó, kế vậy mà cũng nghĩ được. Hồi nãy anh cũng cười thấy ớn vậy. Tôi đi toilet đây. Chị Trác à, xin lỗi nha. Không liên quan tới anh, không cần phải xin lỗi tôi. Thật ra tôi với Tiger cũng không muốn nhìn thấy chị với anh Trác không vui vẻ với nhau. Lúc trước cho dù anh chơi cỡ nào cũng lấy sự nghiệp làm trọng, gần đây anh cũng thấy rồi đó, anh đã hoàn toàn thay đổi, không có lòng dạ gì để làm việc. Tôi đâu có thay đổi gì đâu, là cổ chuyện bé xé ra to thôi. Anh có thay đổi, anh đặc biệt quan tâm Tư Nhã. Cổ là con của sư phụ tôi, tôi làm sao bây giờ bỏ mặc cổ sao? Tôi nợ cả nhà người ta đó. Anh quan tâm cổ
chỉ là áy náy mà thôi. Nếu như anh chị áy náy tôi lại giận như vậy sao? Tâm trí của anh bây giờ ở chỗ của Tư Nhã, không để trong công việc. Thật ra bao nhiêu năm nay anh Trác có làm cái gì cũng luôn tôn trọng chị, lấy sự nghiệp làm đầu. Sự phối hợp của chị với ảnh không ai có thể thay thế được đâu. Cho nên nếu có chuyện gì, nhường nhau một chút, cho ảnh một chút thời gian sẽ có lợi cho chị hơn. Chính vì tôi lúc nào cũng nghĩ cho ảnh, lo cho thể diện của ảnh, tôi mới nhường nhịn. Tôi chỉ sợ cứ nhịn tiếp ảnh sẽ càng ngày càng quá đáng. Một người đàn ông có bản lĩnh không được có ai khác sao? Xử lý tốt là được rồi, đâu có gì yêu thêm một người thì bớt yêu cổ đâu. Chị Trác có bản lĩnh gì cũng chỉ là phụ nữ. Một người phụ nữ bình thường sao có thể chấp nhận trong lòng người đàn ông của mình có một người khác chứ? Ảnh cho rằng tôi giận là do ghen sao? Ảnh có hiểu không vậy? Tôi lo cho công ty, cho sự nghiệp của ảnh kia mà. Anh Trác á, là một người rất thông minh mà. Anh ta biết ai mới chính là người quan tâm tới mình nhất. Đạo lý giữa hai vợ chồng chỉ có bốn chữ thôi, là bao dung lẫn nhau. Còn nữa, dạo này công ty bận như vậy, tôi không muốn vợ chồng của anh vì chuyện của Tư Nhã mà làm với người xa lạ trong công ty, tự mình làm rối mình. Nè, nếu mình không đồng lòng, trận đánh này làm sao đánh? Chị Trác, dạo này bộ bận lắm hả? Vị trí chỗ cổ dài dài hình như hơi bị thắt. Ừ, hay tôi sắp xếp cho chị tắm với hoa quả hương để giảm áp nha. Cũng được. Chị Trác có tự nhiên ha. Ông Trác, tập thêm 2 năm nữa đi. Thường ngày em chăm sóc cho anh, thấy em không vui nên tới làm cho em vui thôi. Anh biết là em không vui sao? Có người ghen kìa. Vợ của anh giống như người hay ghen như vậy sao? Từ ngày Tư Nhã nhập viện rồi thì anh hoàn toàn không có tâm trí làm việc. Anh nghĩ em có nên giận hay không? Cổ là con gái của anh Thành, cổ bị thương không lẽ anh bỏ mặc sao? Lại là câu nói này. Anh hiểu, là em sợ anh phân tâm trong công việc chứ gì? Anh hoàn toàn không hiểu. Điều em quan tâm nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ hay là anh có bao nhiêu quyền lực, mà em chỉ muốn suốt đời được ở bên cạnh anh, cùng tiến cùng lui. Cho dù bây giờ anh không còn gì hết, anh có nghĩ là em rời xa anh được không? Bà xã, anh xin lỗi. Không phải em muốn nghe anh nói xin lỗi đâu. Anh có thể nào đừng để cho em nhìn thấy thân xác của anh ở đây, nhưng trái tim của anh ở đâu đó không? Kinh Thánh có nói, Chúa không có bỏ rơi chúng ta. Chỉ cần chúng ta thành tâm hối cải, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Ngài còn ban cho chúng ta một cuộc sống mới nơi thiên đàng, hy vọng là người thân và bạn bè cũng đều giống như cổ, khoan dung với thù hận, bởi vì không có lòng yêu thương, cũng như là tim không còn đập. Mọi người không nên vì sự chia ly mà quá đau buồn, rồi mọi người sẽ được đoàn viên bên Chúa. Anh Thành, anh yên tâm, mẹ của Tư Nhã hôm nay đã được hỏa táng, nhưng mà em không muốn để cho Tư Nhã nhìn thấy em thì không vui, cho nên em không tới đó. Nhưng mà em hứa với anh, em sẽ chăm sóc tốt cho Tư Nhã, không để cho cổ bị tổn thương nữa. Tay phải, tay trái, ok. Một, ngón cái, hai, ngón trỏ, ba, ngón giữa, bốn, ngón áp út, năm, ngón út.
Chào bác sĩ. À, xin chào. Chào. Tôi tới thăm Tư Nhã. Bác sĩ cho cô nghỉ chút. Đương nhiên là được rồi. Cứ trò chuyện đi. À, cảm ơn. Cảm ơn. Mọi người không cần tới đây mỗi ngày đâu. Hôm nay tập sao rồi? Còn chưa phân biệt được trái phải, không nhận ra được ngón tay. Phải có người giúp uống nước, không biết tính toán, không biết tính toán một chút gì hết. Từ từ thôi, đừng tạo áp lực cho mình ha. Phân biệt không được phải trái đâu thành vấn đề gì đâu, tôi cũng thường lẫn lộn mà. Phải đó, tôi cũng vậy nè. Tôi đi siêu thị mua đồ cũng không giỏi tính, cho nên lần nào tính tiền tôi cũng cà thẻ hết. Vậy là tốt rồi, không được nản lòng đó. Tập mệt thì nghỉ ngơi một chút. Nè, thật ra cô chỉ muốn tập trái phải thôi chứ gì. Cô thử tập nhảy coi sao. Trái phải. Tôi không biết nhảy. À, tôi nghĩ ra một cách tốt hơn nhảy múa nhiều đó. Trái. Đúng rồi. Ủa, chị Kiều. Mới tới hả? Tôi có chuyện gì? Nè, qua đây ngồi. Ngồi đi. Họ có chuyện muốn nói với anh. Xin lỗi bác sư. Họ nói lúc trước họ phản ứng quá khích. Mong là anh đừng có giận, đừng trách họ. Phải đó, chị Kiều đã giải thích cho tụi tôi nghe rồi. Nói anh là người có lương tâm nhất trong giới bình luận cổ phiếu. Trong chuyện này anh cũng không làm chủ được. Phải đó bác sư, là do tụi tôi lúc trước thua quá đậm cho nên mới lấy anh ra trút giận thôi. Phải đó, tụi tôi đã nộp đơn xin phương án bồi hoàn rồi. Chuyện lúc trước coi như bỏ qua hết đi ha. Phát sư à, sau này có cổ phiếu nào tốt nhất định thông báo cho chúng tôi nha. Mọi người còn tin ảnh sao? Tin. Đúng rồi, trên đời này có ai mà không sai lầm đâu. Nếu không như vậy thì ai cũng phát tài hết rồi còn gì nữa, có đúng không? Cho dù thế nào á, chuyện lần này được mọi người tha thứ thì tôi đã thấy vui lắm rồi. Phải rồi, thầy Hồ không sao chứ? Yên tâm đi, tụi tôi có tới thăm ổng rồi, khỏe nhiều rồi. Phải rồi Pháp Sư, bây giờ không theo Sikoi nữa, có cổ phiếu nào đáng để đầu tư hay không vậy? Tôi không dám bỏ tiền đầu tư mạo hiểm nữa đâu, mua lợi an toàn để hưởng cổ tức thôi mà. Cũng được. Hay là mình mua 7774 của ngân hàng Sài Phú Hưng Nghiệp đi, mỗi năm ít nhất được lãi 2.5 đó. Tôi cũng nghĩ như vậy á, cho nên tôi nuôi dài hạn cổ phiếu này, vừa ổn định là vừa chắc chắn nữa chứ. Mọi người nghe tôi nói nữa. Hôm nay sau khi mở cửa, cổ phiếu của ngân hàng Sài Phú Hưng Nghiệp đã rớt giá 7%, kéo theo thị trường đi xuống, các cổ phiếu cùng ngành cũng bị ảnh hưởng. Trời, sao lại như vậy? Phải đó, nhưng mà xin lỗi nha. Tin đáng tin cậy, ngân hàng Sài Phú Hưng Nghiệp của Bắc Mỹ đầu tư rủi ro, làm cho nợ xấu của ngân hàng lên đến 4 tỷ đô la, sắp phải đóng cửa. Chủ tịch Sài Bái Quân lại che giấu sự thật. Mọi người nhanh chóng rút tiền ra đi. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Mọi người coi nè. Sài Phú Hưng Nghiệp sắp phải đóng cửa. Chủ tịch của Sài Phú Hưng Nghiệp Sài Bái Quân che giấu khoản nợ 4 tỷ đô của ngân hàng hả? Chết rồi. Tôi với vợ tôi có mở một tài khoản chung ở đó. Có thiệt bị đóng cửa hay không vậy? Phải đó. Mọi người đều nhận được tin nhắn hả? Phải rồi. Có phải là thật không? Bà chủ ơi, tính tiền. Dạ. Cảm ơn. Bây giờ ngân hàng lại có chuyện, tiền trong tài khoản của mình có lấy ra được không vậy? Mọi người hãy bình tĩnh là đi, đừng có hấp tấp. Bây giờ gửi tiền có bảo hiểm mà. Nghĩ lại thấy không nên mạo hiểm như vậy, rút tiền về giữ an toàn hơn. Rút tiền đi. Từ thôi. Nè. Trời, sao anh còn ngồi đây? Anh không có gửi tiền ở đó hay sao? Tôi đã nói là mọi người nên coi kỹ tình hình trước đã, có thể là một vụ chơi nhau thôi. Vậy anh ở đây coi tiệm giùm tôi nha, tôi tới ngân hàng. Còn sao đã? Ngân hàng đã báo cảnh sát về những tin đồn như vậy. Hiện giờ tôi đang bận, họp xong tôi gọi lại sau. Chào chủ tịch.
Xin chào. Hôm nay tâm trạng tốt như vậy? Cũng khá tốt. Gần đây ngân hàng của cô nhiều chuyện như vậy, tưởng đâu là cô không tới dự bỏ phiếu được nữa chứ. Thật ra thì lỡ có chuyện gì, phó chủ tịch như tôi cũng có thể đảm nhiệm mà. Cảm ơn cậu quan tâm, nhưng mà tôi đã quen mọi việc đều tự ta mình làm rồi. Tại vì tôi sợ tin lầm người. Chỉ sợ cô có lòng mà không đủ sức thôi. Xin lỗi. Alo. Cô Sài à, có một tin xấu. Vừa rồi lại có một tin đồn nói cô đã biết trước giá cổ phiếu của ngân hàng sẽ rất mạnh, cho nên đã thông báo cho anh của cô bán hết cổ phần trong ngân hàng. Còn gì nữa? Tôi có kiểm tra, trước khi ngân hàng xảy ra chuyện, anh của cô đã bán hết toàn bộ cổ phần. Bây giờ mọi người đều nghi ngờ cô đang tiến hành giao dịch nội bộ. Ban quản trị đang yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp. Được, tôi họp xong bên này sẽ lập tức trở về ngân hàng. Ngân hàng có chuyện sao? Nếu như cậu muốn tôi chọn lựa giữa chuyện làm ăn của gia đình và lợi ích công chúng, tôi nghĩ cậu sẽ rất thất vọng. Tại vì cho dù hôm nay Sài Phú Hương Nghiệp có bị đóng cửa, tôi cũng sẽ không cho thông qua những doanh nghiệp chưa hoàn thiện và những hình thức không thích hợp. Xin lỗi. Đây là kết quả bỏ phiếu có phê chuẩn của công ty Vạn Cốc niêm yết tại thị trường Hồng Kông. Tán thành có 5 phiếu, phản đối có 8 phiếu. Bây giờ tôi tuyên bố chính thức phủ quyết đơn xin niêm yết của Vạn Cốc ở thị trường Hồng Kông. Tôi đã có nói trước rồi, chỉ cần kiên trì nguyên tắc công bằng công chính, cho dù có cách bao lâu, trong thời gian đó xảy ra chuyện gì, sự chọn lựa của mọi người đều cũng giống nhau. Tôi cảm thấy tự hào vì sự chọn lựa của mọi người. Tôi cảm thấy thất vọng cho sự lựa chọn bảo thủ của mọi người. Nếu cậu Trác có bận thì có thể về trước. Tôi rất bận, phải về gấp đi theo dõi tin tức, xem tình trạng hiện giờ của Sài Phú Hương Nghiệp sao rồi. Đây là tình trạng trị liệu ngày thứ 7 của cô Tư Nhã đó. Anh mà. Cô nghe tôi nói gì không? Công ty đã đóng cửa rồi, có phải là cô muốn gì đây đòi tiền lương không? Anh cầm đi. Tiền ở đâu mà nhiều như vậy? Cô đi dây đặng lãi sao? Em biết số tiền này không đủ cho anh trả nợ, nhưng với bản lĩnh của anh, trong một tuần thì đã có thể kiếm được tiền từ thị trường rồi. Tới lúc đó anh không chỉ trả hết nợ mà còn có thể mở một công ty mới nữa. Dựa vào cái gì mà tin tôi? Vì em cảm thấy anh là người làm được chuyện lớn, sau này anh nhất định sẽ có thành tựu. Cảm ơn. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Tuyệt quá, hôm nay thật là vui, cuối cùng cũng thành công rồi. Anh chỉ là trả hết nợ thôi, còn mở được công ty, kiếm được tiền lời nữa. Em muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết tới công ty của chúng ta. Nếu như không có em, anh cũng không có ngày hôm nay. Cho nên anh không chỉ muốn em làm cộng sự trong công việc của anh, anh còn muốn em làm người bạn đời trong cuộc sống của anh. Em đã từng nói với anh suốt đời này cũng không rời xa anh. Anh cũng hứa với em, suốt đời suốt kiếp này anh cũng không rời xa em. Em có đồng ý lấy anh không?
Sao rồi, có phát hiện gì không? Tin nhắn thứ nhất là có liên quan tới nợ xấu của ngân hàng Sài Phú Hưng Nghiệp. Tin nhắn thứ hai là Sài Bái Quân và anh của cổ là Sài Bái Quyền, họ có giao dịch nội bộ. Có người đã sử dụng nhiều sim rác khác nhau. Nếu như mình điều tra được những sim rác đó được bán ra từ đâu, chắc chắn có thể tìm ra manh mối. Những tin đồn này trong một thời gian ngắn đã được lan truyền trên mạng và trên điện thoại di động. Tuy là rải nhiều khu để phát tán, nhưng chỉ cần xem xét cẩn thận, nhất định sẽ tìm được những điểm tương đồng. Tôi đã liên lạc với các nhà mạng rồi. Tư liệu của các trang mạng giao tiếp cộng đồng trong mấy ngày nay chắc chắn có thể nhận được đó. Nhưng mà kiểm tra lại cũng phải mất thời gian. Phải kiên nhẫn, nhất định sẽ tìm ra được người đứng sau vụ này. Tối nay chắc sẽ rất bận. Mọi người gọi trà về uống đi, tôi mời. Ok. Cảm ơn. Đi thôi. Anh yên tâm đi. Bên giám sát nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện giao dịch nội bộ của Sài Bái Quân mà. Tin đồn hết cái này tới cái khác, bây giờ còn vu khống cổ tiến hành giao dịch nội bộ. Anh thực sự lo cổ sẽ không chống đỡ nổi. Nói thật nghe, anh không tin là cổ thông đồng với anh của mình đâu. Về tình thì em đương nhiên tin cổ rồi. Nhưng bây giờ mình cần điều tra những tin nhắn nặc danh. Giao dịch nội bộ giao lại cho bên giám chứng đi, ok? Ừ. Teddy, nhìn bên đó kìa, có cái hồ bơi. Bữa nào chắc con đi bơi chịu không? Hôn một cái đi. Nằm yên nha. Hình như anh đã lo xa rồi. Còn tưởng em không vui nữa chứ. Luôn cả anh cũng đến để hỏi chuyện giao dịch nội bộ của em với anh hai sao? Anh rất tin tưởng ở em. Em tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Anh chỉ muốn biết tin đồn lan truyền ra như thế nào thôi. Với lại người muốn nhắm vào em là ai thôi. Trong giới tài chính rất nhiều người không thích em. Muốn nhầm vào em cũng không có gì lạ. Nhưng mà tin đồn lần này không những ảnh hưởng tới chuyện làm ăn, còn tổn hại đến em và người nhà của em nữa. Em muốn nói đến quan hệ của em với anh trai sao? Năm đó rất nhiều người cho là anh của em Sài Bái Quyền sẽ là người tiếp quản ngân hàng của em. Ai ngờ ba lại giao hết cho em. Anh trai rất là giận. Anh giận ba, giận luôn cả em nữa. Anh cho là chắc em đã làm gì đó, hay là đã nói xấu anh với ba. Cho nên bao nhiêu năm nay anh không liên lạc với em. Tới đôi ngày đưa tang của ba, ảnh cũng không đến dự. Cũng khó trách. Tài sản của Sài Phú Hưng Nghiệp tổng giá trị hơn chục tỷ đồng. Có người ganh tị cũng không có gì lạ. Tuy là lúc nào em cũng coi ảnh là anh trai, nhưng ảnh thì quá tuyệt tình. Lễ Tết gì cũng không thấy mặt của ảnh, thỉnh thoảng gặp con của ảnh thôi. Cho nên không gặp ảnh bao nhiêu năm nay, sao tự nhiên em lại cho tin ảnh để giao dịch nội bộ chứ? Cái tin này thật là quan đường. Em tính đối phó bằng cách nào? Ngày nào em cũng phải đối mặt với ban giám đốc và phóng viên, rất là mệt mỏi. Nhưng lo nhất là không biết ảnh đang nghĩ gì, không biết có ảnh hưởng gì ảnh không. Em còn quan tâm ảnh vậy sao? Bao nhiêu năm nay em chỉ lo làm việc, hình như chưa từng nghĩ làm sao để bù đắp quan hệ của anh em. Từ từ thôi, không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là chuyện tin đồn, phải làm rõ ràng ra chuyện tin đồn này, trả lại sự trong sạch cho em. Còn mấy chuyện khác thì dễ giải quyết rồi. Yên tâm đi, trong chuyện này anh nhất định giúp em. Nè Tết đi, nè có muốn đi dạo không? Có nhận ra không vậy hả? Đương nhiên nhận được rồi, đã gặp nhau nhiều lần rồi mà. Như là nó lên cân đó. Nó nặng lắm hả? À, phải rồi. Ông ơi, ông tìm ai vậy? Tôi tìm Sài Bái Quân. Ông ơi, ông không hẹn trước, cô Sài sẽ không gặp ông đâu. Tôi là anh của cổ, là Sài Bái Quyền nè. Tại sao không thể gặp được? Ông à, ông không thể vào trong được. Cô Sài. Betty à, cứ để tôi nói chuyện. Anh à, lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Chưa có chết đâu. Đúng là đã xử lý quen việc ha. Bây giờ ngân hàng đang nóng hừng hực, em còn có thời gian tới đây để làm việc nữa hả? Bộ em không thấy lo sợ gì sao? Tại sao phải sợ chứ? Anh nói cho em nghe đi. Em không cần phải nói dòng do. Anh sẽ không ở trước mặt em thừa nhận gì đâu hả? Ở bên ngoài đều biết là em đã báo tin cho anh. Anh mới có thể trong thời gian sớm nhất mà đẩy ra hết cổ phiếu ra ngoài để không bị lỗ vốn. Em mất hết uy tín rồi. Cảnh sát cho mình giám sát thị trường trước sau gì cũng điều tra ra là anh đã đưa ra những tin đồn vu khống đó. Anh hai à, dừng tay đi. Anh biết trước là sẽ bị mời để điều tra chuyện này rồi. Nếu như em không muốn thân bại danh liệt phải ngồi tù á, anh em ruột thịt mà, anh có thể cứu em. Cứu em? Cứu làm sao đây? Lập tức từ bỏ hết chức vụ trong việc làm ăn của ngân hàng, giao tất cả lại cho thằng thằng con trai anh, thì anh sẽ lập tức rời khỏi Hồng Kông ngay, không trở về đây làm chứng hả? Chuyện này sẽ có thể coi như là đá chìm xuống biển.
Không bao giờ. Được, vậy thì anh ra đầu thú thôi, chỉ tội em. Tại sao lại làm như vậy? Tại vì anh muốn lấy lại những gì của anh đã mất. Cho dù có bỏ mạng cũng không thành vấn đề. Là do anh không biết tiếng thân, làm cho ba thất vọng nên ba mới giao hết tất cả lại cho em. Là do em xúi dục ông già hả? Cho nên ba mới bỏ mặc đứa con trai lớn này. Tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của người khác vậy? Là do ai suốt ngày trai gái rượu chè, do gì xe rượu đụng chết người? Tại sao lúc nào cũng để cho người nhà thu xếp việc làm sai quấy của mình? Anh còn dám nói người ta không tạo trên cơ hội. Chuyện đã qua rồi anh không muốn nhắc lại nữa. Miễn là em nhanh chóng nhường chỗ, giao quyền lại cho thằng Thăng đi. Nếu như không anh sẽ lập tức tự thú, chỉ tội em. Lúc đó thì chúng ta sẽ cùng chết chung. Anh nói thật nghe, đến lúc đó thằng Thăng vẫn còn có thể thế chỗ em, vẫn có thể sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn. Kết cuộc cũng vậy thôi. Tất cả tài sản của nhà họ Sài là căn cứ theo di chúc của ba để lại, giao cho công ty ủy thác quản lý. Em chỉ là người thực hiện thôi. Em không cần phải ở đó giở trò. Anh không có tin em. Làm sao mà anh biết được sau này em có mang hết tất cả chuyện làm ăn của gia đình giao cho người ngoài không? Anh à, anh tỉnh lại đi. Em à, em tỉnh lại đi. Bây giờ em cô đơn một mình chiếm hết tất cả gia sản làm cái gì? Sau này nếu như em xua tay nhắm mắt, chẳng lẽ giao hết cho con cháu của em? Đương nhiên phải giao lại cho cháu của mình. Hả? Em suy nghĩ cho kỹ đi. Tư Nhã hôm nay đã có tiến triển một chút. Có nhiều lúc tập luyện thất bại, nổi giận mấy lần, tâm trạng cũng chưa được ổn định lắm. Anh hai, anh vì chuyện của Tư Nhã mà không vui hả? Anh không sao. Anh đừng có cái gì cũng không nói. Em đã biết được Tư Nhã là con riêng của anh Thành rồi đó. Anh Dũng nói với em à. Thật ra Tư Nhã tiếp cận chúng ta có phải là vì muốn trả thù cho cha không? Tại sao quan hệ của những người từng thân thiết với nhau lại đổ vỡ như vậy? Tại sao không thể cùng nhau vui vẻ như trước hả anh? Xin lỗi em, anh cũng không muốn chuyện như vậy đâu. Tại sao mọi người đều nghi ngờ anh vậy? Có phải là vì anh muốn bảo vệ cho em cho nên mới kiếm nhiều tiền như vậy, cho nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy không anh? Em phải tin anh. Anh Thành lúc trước tốt với mình như vậy, sao lại hại ảnh được? Anh cả không thể làm hại Tư Nhã. Nhưng chỉ có em tin anh thôi thì cũng vô dụng. Chỉ cần em tin là đủ rồi. Em hy vọng có một ngày Tư Nhã với anh Dũng cũng có thể tin anh. Họ hiểu lầm anh cũng không sao. Nhưng mà bây giờ Tư Nhã lại bị như vậy, người anh lo nhất chính là cổ. Hay là đem thai anh tới bệnh viện thăm Tư Nhã. Em nghĩ anh Dũng cũng sẽ không phản đối đâu. Vậy thì em có thể nói cho anh biết tình trạng của cổ rồi. Anh không được buồn nữa. Tối nay phải ngủ sớm đi. Ngủ cho thật là ngon đó. Cảm ơn anh Khánh. Đừng nói vậy mà, là ý của em gái tôi. Nó nói âm nhạc sẽ có ích cho cô, nên tôi tranh thủ lúc rảnh tới hát chơi thôi. Anh tốt quá. Đừng có khen ảnh nha. Ảnh lúc này hả, cứ ở nhà đàn hát một mình. Nói là muốn tham gia cuộc thi ca hát. Tôi thấy mọi người đang rảnh nên kêu ảnh tới đây để gấp vui thôi. Vậy cũng tốt, càng đông càng vui mà. Bác sĩ nói là phải thả lỏng tâm trạng, bình tĩnh của cô cũng sẽ tốt hơn. Đúng đó. Ý, vậy hả? Hay là tôi cũng hát một bài để góp vui nha. À, cậu có biết đàn bài à? Trong lòng của em chỉ có trời anh. Trời ơi, chị, đừng có bậy nữa. Để cho anh Khánh hát thêm một bài còn hay hơn đó. Nè, hát thêm bài nữa đi. Ờ, được đó. Vậy thì hát bài anh thích nhất đi. Chuẩn bị xong chưa? Đêm nay tôi trong đêm giá lạnh nhìn tuyết rơi, mang theo trái tim đã lạnh giá bay đi phương xa. Trời cao biển rộng, anh và em có thay đổi không? Ai không thay đổi? Bỏ rơi đi lý tưởng, mọi người đều có thể. Đâu ngại gì một ngày nào đó chỉ còn lại anh và em. Sao vậy? Không khỏe hả? Không phải. Tại mỗi lần nghe anh hát bài hát này á, em cảm thấy rất là xúc động. Cờ quá. Anh chỉ lo chuyện của anh, không lo cho em được gì hết. Không phải đâu. Anh vì môi trường làm việc nhiều như vậy, trong lòng của em anh đã là anh hùng rồi đó. Hay quá. Wow.
Ginny. Ginny. Ginny, chào cô. Ginny, giờ đây ngồi đi. Cô khỏe không? Không có tiền xu, không phải xui tới vậy chứ. Tôi mời anh uống nha. Cảm ơn cô. Cô là bạn của Tư Nhã phải không? Ừ. Lúc nãy anh hát bài Biển Trời Mênh Mông rất là hay đó. Vậy sao? Vì người nói tôi rất có tố chất ca sĩ đó, chỉ là hơi thiếu một chút may mắn. Vậy bây giờ đang làm việc gì? Có liên quan tới âm nhạc không? Lúc trước tôi làm quản lý ở trong nhà hàng, bây giờ không còn làm nữa, đang tìm việc, cho nên rảnh rỗi tới góp vui. Xin lỗi. Không sao, đời người có lên có xuống, giận rủi cũng chỉ có một lúc nào đó thôi, đâu có phải là suốt đời đâu. Quan trọng nhất là phải có lòng tin với chính mình. Anh không chỉ tốt với bạn bè mà còn rất lạc quan nữa. Lúc trước tôi cũng có một người bạn nhìn ảnh rất giống anh đó. Vậy sao? Nè, khi nào có dịp giới thiệu cho tôi biết nha. Chết rồi, cây đàn của tôi. Ê, cảm ơn cô nha. Bye, bye. Tại Hồng Kông xảy ra một vụ chìm tàu. Một chiếc tàu chở những người bảo vệ môi trường đến dịnh cá heo của Nhật Bản để biểu tình, tuyên truyền tin tức về bảo vệ cá heo. Chưa đến nơi thì gặp một trận bão ở ngoài hải phận quốc tế và tàu đã bị chìm, làm cho một người tử vong và bốn người đã bị thương. Nạn nhân được xác định là một sinh viên người Hồng Kông tên là Dương Thế Lương. Ba má, con xin lỗi. Con thật vô dụng, muốn giúp cho ba má lấy lại công bằng cũng không làm được, lại còn phiền mấy người bạn tới chăm sóc cho con. Con sợ lắm, con sợ sẽ không khỏe lại được, con không biết sau này sẽ ra sao nữa. Đáng đời, không chịu cho anh kem. Đáng đời, đáng đời. Đáng cho kem cho em đi. Chị đáng không có cho em đi. Đáng cho kem cho đợi em đi. Đợi cái đồng hồ lại giúp chị đi. Ai bị làm rớt kem của em? Sao để anh vậy? Ai bị anh làm rớt kem của em? Tụi con làm gì vậy hả? Mới đây chị mất tiêu rồi. Cẩn thận đó. Tôi cố tình tới đây thăm cô. Cảm ơn. Sao vậy? Không muốn gặp tôi sao? Lúc trước tụi mình là chị em mà. Lúc trước cô là một cô gái rất giỏi giang, một tuần có thể giúp cho công ty kiếm vài chục triệu, làm cho ông xã tôi rất coi trọng cô. Cô đã làm cho ông xã tôi rất vui. Còn bây giờ thì cô lại bị như vậy. Thật sự là quá thê thảm đó. Nếu như cô muốn nhìn thấy hình ảnh của tôi bây giờ thì cô đã thấy rồi. Cô có thể đi được rồi. Cô hiểu lầm rồi. Tôi thật lòng muốn cô hạnh phúc. Bây giờ cô đã là một phế nhân, nhưng mà cô đừng nản chí, học lại từ từ. Học tới chết mới thôi. Nhất định phải học biết tính toán, biết viết tên của mình. Cô muốn cái gì? Tôi muốn nói cho cô biết, làm bạn của cô thật cực khổ, phải chăm sóc cho cô. Nếu là tôi sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy. Tôi sẽ giữ lại chút sĩ diện cho mình, không cần sự thương hại của người khác.
Y tá, Bình Dương ở trong phòng này đâu? Cô Tư Nhã hả? Lúc nãy cô đi vào công viên, cô đã về rồi mà. Không có ở trong phòng à? Không còn ở đây, cả bộ đồ bệnh viện cũng để đây. Cô không theo dõi bệnh nhân sao? Tôi lập tức thông báo cho bệnh viện. Em đã làm gì Tư Nhã? Không biết anh đang nói gì. Anh gặp em ở gần bệnh viện, em đừng có nói dối anh nữa. Em đã tới bệnh viện thăm Tư Nhã, chẳng lẽ em không tới được sao? Cổ mất tích rồi, do em làm phải không? Em đường đường là một bà trác, có thân phận, có địa vị, đâu có ngu tới nỗi giữa bàn dân thiên hạ làm việc của ta. Vì tức là em cho người khác làm phải không? Anh điên rồi sao? Vì một người phụ nữ mà mắng vợ của mình, anh đã nói gì với em? Trái tim của anh đang ở đâu? Em đừng có nói mấy chuyện này với anh. Tư Nhã mất tích rồi, cổ có bệnh đó, không thể tự chăm sóc cho mình được. Anh nhất định phải tìm cho được cổ. Anh tỉnh lại đi, việc bây giờ anh cần làm là phải tập trung đối phó Sài Bái Quân kìa. Anh phải làm gì anh tự biết sắp xếp, không cần người khác dạy anh. Bây giờ anh nhất định phải tìm cho được Tư Nhã. Anh chỉ nói với em một lần thôi, cho dù thế nào anh cũng nhất định sẽ chăm sóc cổ. Không phải vì như vậy mà anh không yêu em. Đừng có khiêu chiến với sức chịu đựng của anh. Là anh đang khiêu chiến với sức chịu đựng của em đó. Anh đối xử với em thế nào? Anh cũng đã nói sẽ chăm sóc cho em suốt đời suốt kiếp, không rời xa em. Bây giờ anh nói phải chăm sóc cho người phụ nữ khác là sao? Anh có tỉnh táo không vậy? Người em,石中会变做金钻，奇逢的酒。